Quý vị và các bạn thân mến, khi mà nhắc tới Sapa là chúng ta sẽ nghĩ tới một nơi có phong cảnh rất đẹp, một nơi khí hậu rất là trong lành. Và thông thường thì mỗi khi mà vào mùa lạnh ở ngoài Bắc thì mọi người đôi khi là còn muốn đến Sapa lên cái vùng núi cao để xem có tuyết hay không. Có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị tại đây, và trong đó có một trải nghiệm chắc chắn không thể bỏ qua, đó chính là ẩm thực. Và một trong những món mà luôn luôn được tìm kiếm khi đến với Sapa đó chính là cá hồi Sapa. Chính xác ạ. Hiện nay thì tới Sapa thì chúng ta không chỉ được thưởng thức đặc sản cá hồi Vân nổi tiếng trời Tây mà còn được tham quan những cái trại nuôi cá hồi lớn nhất miền Bắc. Thoạt nghe thì hẳn nhiều người cũng sẽ không tin bởi lẽ Sapa là một huyện miền núi, địa hình toàn núi cao như vậy, nhưng kho tàng ẩm thực đây lại nổi bật là những cái món ăn được chế biến từ cá, đặc biệt là trong cái thời tiết lạnh khi mà chúng ta ăn những cái miếng cá rồi nhâm nhi một cái chén rượu Bắc Hà hay là sán lùng và thưởng thức đặc sản cá hồi nướng hay lẩu cá hồi. Là điều thú vị với những ai yêu thích bức tranh thiên nhiên đậm đà bản sắc Tây Bắc. Và bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Sapa và hãy cùng đến với trải nghiệm đặc sản cá hồi. Sapa, thị trấn vùng cao của Lào Cai, là một mảnh đất khiêm nhường nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao điều thú vị bất ngờ. Không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, thành phố mờ sương này còn thực sự hấp dẫn du khách bởi những đặc sản có một không hai. Nằm ở độ cao khoảng 1.500m đến 1.600m so với mực nước biển, Sapa thừa hưởng nền khí hậu mang nhiều màu sắc ôn đới, với nhiệt độ trung bình năm là 15,3 độ C. Ưu thế về khí hậu này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi, không chỉ giúp đẩy mạnh ngành du lịch Sapa, mà còn mở rộng phát triển ngành nông nghiệp nuôi trồng thực phẩm ôn đới tại đây. Trong đó, tiêu biểu nhất có thể kể đến nghề nuôi cá nước lạnh, nổi bật với giống cá hồi Vân. Cá hồi được vẽ vùng tại Sapa đã mang đến cho vùng đất xinh đẹp này thêm những món ăn đặc sản, độc đáo và hấp dẫn. Với khí hậu mát mẻ quanh năm, mùa đông nhiệt độ hạ thấp, đôi khi có cả tuyết rơi, giúp màu sắc cũng như chất lượng của cá hồi Sapa không hề kém cạnh đối với cá hồi nhập khẩu. Cá hồi Sapa có màu hồng tươi, thớ săn, thịt mềm nhưng rất chắc, béo ngọt nhưng ít mỡ. Chính bởi thế mà nếu đã đến với Sapa, nhất định các du khách không thể bỏ qua trải nghiệm tới thăm các trang trại cá hồi tại thị trấn Mở Sương, tự tay bắt những chú cá hồi tươi ngon và chế biến chúng thành các món ăn đặc sắc. Món ăn đầu tiên được biết đến và ưa chuộng nhất khi nhắc tới cá hồi chính là làm sashimi hay sushi. Bằng cách lát mỏng thịt cá hồi, đặt trên nền đá lạnh, ăn cùng với những loại rau rừng. Lưu ý, muốn giữ được hương vị của cá hồi, bạn không nên chế biến quá kỹ và sử dụng nhiều gia vị. Như vậy cá hồi sẽ không bị mất đi hương vị, đặc trưng và vị ngọt vốn có. Ngoài ra, bạn có thể dùng cá hồi để làm các món nướng, món chiên cũng rất ngon và bổ dưỡng.
Có thể thấy trong cái lạnh của Sapa, bên chén rượu táo mà được thưởng thức những món ăn ngon làm từ cá hồi và những loại rau rừng còn đọng sương mai, chắc hẳn sẽ là những ấn tượng khó quên. Để rồi giữa núi rừng bao la sẽ cảm thấy nhiều thú ẩm thực mới lạ, không dễ gì tìm thấy giữa vô vàn món ăn nơi phố thị phồn hoa.